Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Mỹ điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật về kế hoạch tấn công Iran của Israel. Israel cáo buộc Iran đứng sau vụ UAV tấn công tư dinh Thủ tướng Netanyahu. Israel và Hamas cùng tuyên bố cứng rắn sau sự ra đi của Yahya Sinwar. Israel hứng mưa rocket sau vụ thủ lĩnh Hamas thiệt mạng. Thưa quý vị, Mỹ đang điều tra về việc rò rỉ các tài liệu tuyệt mật đánh giá kế hoạch tấn công Iran của Israel. Ba quan chức Mỹ nói với hãng tin AP vào ngày 20 tháng 10. Quan chức thứ tư của Mỹ nói rằng các tài liệu này có vẻ là hợp pháp. Các tài liệu này được cho là từ cơ quan tình báo địa không gian Mỹ và cơ quan an ninh quốc gia và ghi nhận Israel tiếp tục di chuyển vũ khí, khí tài để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự nhằm đáp trả cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào ngày 1 tháng 10. Các tài liệu mật được chia sẻ trong nhóm tình báo ngũ nhãn bao gồm Mỹ, Anh, Canada, New Zealand và Úc. Các tài liệu mật này được đăng trực tuyến trên Telegram và lần đầu tiên được đăng tải bởi CNN và Axios. Các quan chức nói với điều kiện giấu tên vì họ không được phép thảo luận công khai về vấn đề này. Cuộc điều tra cũng đang xem xét cách mà các tài liệu bị tiếp cận, bao gồm việc liệu có phải là vụ rò rỉ có chủ ý từ một thành viên trong cộng đồng tình báo Mỹ hay không, hoặc tài liệu bị lấy ra bằng một phương pháp khác như bị hack, và tài liệu có bất kỳ thông tin tình báo nào khác bị xâm nhập hay không, một quan chức cho biết. Giới chức Mỹ đang cố gắng xác định ai đã có quyền truy cập vào các tài liệu trước khi chúng bị đăng tải. Các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden tin rằng họ đã đạt được đảm bảo từ Israel rằng Israel sẽ không tấn công các địa điểm hạt nhân hoặc dầu mỏ của Iran khi đang lên kế hoạch đáp trả sau vụ tấn công tên lửa của Iran vào đầu tháng này. Các quan chức này nói với điều kiện giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán ngoại giao kín, cảnh báo rằng cam kết này sẽ không phải là tuyệt đối và hoàn cảnh có thể thay đổi. Các tài liệu mật xuất hiện trong bối cảnh Mỹ kêu gọi Israel tận dụng việc loại bỏ thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và thúc đẩy việc ngừng bắn tại dải Gaza, đồng thời khẩn cấp cảnh báo Israel không nên mở rộng thêm hoạt động quân sự ở phía Bắc Liban, gây ra nguy cơ xung đột khu vực rộng lớn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Israel nhiều lần nhấn mạnh rằng họ sẽ trả đũa cuộc tấn công tên lửa của Iran. Trong một diễn biến liên quan, Israel đã triển khai ít nhất một cuộc không kích vào vùng ngoại ô Beirut vào sáng ngày 16 tháng 10, chỉ vài giờ sau khi Mỹ tuyên bố phản đối quy mô tấn công của Israel vào thủ đô của Liban. Trong những tuần gần đây, quân đội Israel triển khai nhiều cuộc tấn công vào thành trì của Hezbollah ở ngoại ô Beirut mà không cảnh báo trước, hoặc cảnh báo một khu vực nhưng không kích quy mô rộng hơn. Quân đội Israel cho biết đã tấn công vào kho vũ khí của Hezbollah ở Dahiye, vùng ngoại ô phía nam Beirut. Quân đội Israel thông tin, trước cuộc tấn công, nhiều bước đã được thực hiện để giảm nhẹ tác động lên dân thường, bao gồm việc cảnh báo dân cư trong khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Washington đã bày tỏ lo ngại với chính quyền Thủ tướng Netanyahu về những vụ tấn công gần đây. Vụ tấn công trên diễn ra sau khi Thủ tướng tạm quyền Liban Najib Mikati cho biết Mỹ đã đảm bảo với ông rằng Israel sẽ hạn chế tấn công vào thủ đô Beirut. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã bắn một loạt rocket vào nhiều khu vực ở miền Bắc Israel. Khoảng 50 vật thể bay được phát hiện bay vào lãnh thổ Israel. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, đồng thời khẳng định các vật thể này đã bị đánh chặn. Hành động của Hezbollah diễn ra sau khi phó thủ lĩnh Naim Qassem kêu gọi Israel chấp nhận lệnh ngừng bắn hoặc đối diện với sự đau đớn vì lực lượng này đã thay đổi chiến thuật để tấn công mạnh hơn và sâu hơn vào Israel. Thủ tướng Israel Netanyahu tuyên bố nước này phản đối lệnh ngừng bắn đơn phương trong cuộc chiến với Hezbollah ở Liban. Thưa quý vị, giới chức Israel ngày 19 tháng 10 đã đồng loạt lên tiếng cáo buộc Iran đứng đằng sau cuộc tập kích máy bay không người lái nhằm vào nhà riêng của Thủ tướng Israel Netanyahu và dọa sẽ tiến hành biện pháp trả đũa mạnh mẽ. Trong khi đó, nhà nước Hồi giáo cáo buộc quốc gia đối địch đang đổ thêm dầu vào lửa tại khu vực Trung Đông. Trong tuyên bố chính thức đưa ra ít giờ sau cuộc tập kích máy bay không người lái của lực lượng Hezbollah và tư dinh ở thành phố biển Caesarea, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc tình báo Iran tiến hành cuộc tấn công nhằm âm mưu hạ sát ông và vợ. Ông Netanyahu khẳng định đây là một sai lầm lớn của Iran và quốc gia Hồi giáo này sẽ phải trả giá đắt vì sai lầm. Tương tự, Chủ tịch Quốc hội Israel Amir Ohana cũng khẳng định Iran đã mắc sai lầm lớn với hành động tấn công tư dinh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Ishaq Katz tuyên bố kẻ thù sẽ phải trả giá đắt vì âm mưu làm tổn hại người dân, binh sĩ và lãnh đạo của Israel. Đặc biệt, báo chí Israel cho biết,
một số thủ lĩnh chính trị phe diều hâu tại nước này đã kêu gọi tập kích các cơ sở chiến lược của Iran để đáp trả cuộc tấn công vào tư dinh của Thủ tướng Netanyahu. Cho đến sáng sớm ngày 20 tháng 10, chính phủ cũng như quân đội Iran chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về những cáo buộc của giới chức Israel. Tuy nhiên, trong một phát ngôn có liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tel Aviv là mối đe dọa lớn nhất của thế giới. Tuyên bố trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Istanbul vào chiều ngày 19 tháng 10, Ngoại trưởng Iran cáo buộc Israel đang âm mưu đẩy cao căng thẳng tại Trung Đông, nhấn mạnh rằng quốc gia đối địch là bên duy nhất trong khu vực đang tìm kiếm chiến tranh. Quan hệ giữa Israel và Iran được cho là đang trong tình trạng căng thẳng chưa từng có. Ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng khoảng 200 quả tên lửa đạn đạo tấn công hàng loạt cơ sở quân sự tại Israel nhằm đáp trả các hành vi gây hấn của quốc gia đối địch. Trước đó, vào đêm ngày 13 tháng 4, Tehran cũng phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng hàng trăm tên lửa và UAV tấn công Israel với cáo buộc tương tự. Nhiều nguồn tin lo ngại Israel có thể đáp trả các cuộc tấn công của Iran bằng việc tập kích thẳng vào hạ tầng năng lượng, thậm chí cả các cơ sở hạt nhân của quốc gia Hồi giáo. Kịch bản trả đũa này được dự báo có thể làm bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn tại khu vực Trung Đông với những hệ lụy cực kỳ nghiêm trọng cho cả Trung Đông và toàn thế giới. Cũng trong ngày 19 tháng 10, Ngoại trưởng Ai Cập bà Abdelati cho biết những nỗ lực làm trung gian của Ai Cập cùng với Qatar và Mỹ đã nhiều lần tiến gần đến việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin. Nhưng việc Israel thiếu ý chí chính trị và đưa ra những yêu cầu phi thực tế đã cản trở những nỗ lực này. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Al-Kahira News, ông Abdelati đã bày tỏ sự thất vọng về việc bỏ lỡ cơ hội giải cứu tù nhân và ngăn chặn việc giết hại dân thường tại Gaza, nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang diễn ra tại Gaza với hơn 150.000 người bị thương vong, hàng ngàn thi thể vẫn ở dưới đống đổ nát và hầu hết cư dân phải di rời. Ông Abdelati đã chỉ trích cộng đồng quốc tế không giải quyết được những vi phạm pháp luật quốc tế này, đặc biệt là của các quốc gia tự nhận là bảo vệ nhân quyền và vạch trần tiêu chuẩn kép của họ. Ngoại trưởng Ai Cập cũng nhắc đến hậu quả của cuộc xung đột Gaza đã lan rộng và leo thang tại bờ Tây và Liban, cũng như nguy cơ gia tăng căng thẳng giữa Israel và Iran, cảnh báo bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể gây ra một cuộc chiến tranh tàn khốc vào thời điểm khu vực này đang rất cần tái thiết và phát triển. Đề cập đến vấn đề cưỡng ép di rời người Palestine, ông Abdelati kiên quyết bác bỏ mọi kế hoạch của Israel nhằm di rời cư dân Gaza đến bán đảo Sinai của Ai Cập, coi đó là sự chấm dứt đối với sự nghiệp của người Palestine. Ông cũng nhắc đến lập trường cứng rắn của Jordani chống lại việc di rời cư dân bờ Tây đến lãnh thổ của mình, khẳng định rằng Ai Cập và Jordani tiếp tục đoàn kết trong việc bác bỏ các kế hoạch như vậy. Dinh thự của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở thành phố biển Kaisaria đã bị máy bay không người lái UAV phóng từ Liban tấn công vào sáng sớm ngày 19 tháng 10. Theo tờ Time of Israel, tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu và vợ không có nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công và không có thương vong trong vụ việc. Ngoài ra, hai UAV khác được bắn từ Liban trong sáng ngày 19 tháng 10 cũng đã bị hệ thống phòng không Israel bắn hạ, khiến còi báo động ở khu vực Tel Aviv vang lên. Truyền thông Israel đưa tin các máy bay chiến đấu và trực thăng đã được điều động ở Kassarera, thành phố nằm ở phía bắc Tel Aviv. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo ba UAV đã được phóng từ Liban vào Israel. Một UAV đã tấn công trúng một tòa nhà ở thành phố Kassarera, không có thương vong trong vụ tấn công. Ngoài ra, hai chiếc UAV khác cũng đã bị đánh chặn. Hiện lực lượng phòng vệ Israel vẫn đang điều tra vụ việc. Gần đây nhất, UAV của nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban đã khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người khác trong đêm ngày 13 tháng 10 khi tấn công vào căn cứ huấn luyện quân sự thuộc lữ đoàn Golani của quân đội Israel ở Bini Amina. Sau vụ việc, không quân Israel đã đặt ra mục tiêu xóa sổ hoàn toàn đơn vị 127, tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất, bảo dưỡng và vận hành UAV của Hezbollah. Nỗ lực tiêu diệt mọi thành viên của đơn vị 127 cũng sẽ được ưu tiên trong công tác thu thập thông tin tình báo và triển khai không kích. Trong một diễn biến liên quan tới tình hình chiến sự Trung Đông, Thủ tướng Israel Netanyahu được cho là đã duyệt xong danh sách các mục tiêu ở Iran có thể bị nước này tấn công để đáp trả lại vụ Tehran nã hàng trăm tên lửa vào nước này hồi đầu tháng. Ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel để đáp trả việc Israel tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah, cũng như một vị tướng của quân đoàn vệ binh cách mạng Iran vào tháng 9. Trong ngày 17 tháng 10, một nguồn tin Israel giấu tên nói với hãng ABC News rằng Thủ tướng Netanyahu đã phê duyệt danh sách các mục tiêu. Tuy nhiên,
nguồn tin không cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào về các mục tiêu hoặc liệu chúng có liên quan tới quân đội Iran hay không. Báo cáo của ABC News cũng lưu ý, Israel vẫn chưa đưa ra mốc thời gian nào cho các cuộc tấn công trả đũa. Trước đó, đài truyền hình Kan của Israel đưa tin, giới chính trị đã quyết định xong các mục tiêu tấn công ở Iran và hiện mọi việc chỉ còn là vấn đề thời gian. Nguồn tin của Kan cũng cho biết, Israel đã mô tả kế hoạch tấn công chung với Mỹ nhưng vẫn chưa đưa ra thông tin cập nhật về các mục tiêu cụ thể và các mục tiêu cũng có thể thay đổi vào giờ chót. Đầu tuần này, tờ Washington Post đưa tin Thủ tướng Israel Netanyahu đã hứa với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẽ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự của Iran để đáp trả. Cam kết này được đưa ra sau khi người đứng đầu nước Mỹ thúc giục nhà lãnh đạo Israel kiềm chế, không tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc hạt nhân của Iran. Trong khi đó, Tehran đã thúc giục nhà nước Do Thái kiềm chế, không thực hiện thêm các bước leo thang không cân xứng. Hôm 16 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã cảnh báo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres rằng Iran sẽ đưa ra phản ứng quyết đoán và đáng tiếc nếu Israel chọn tấn công nước này để trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 1 tháng 10. Việc hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar có tác động lớn đến chiến dịch quân sự của Israel và chính trường của nước này, nhưng được cho là chưa thể kết thúc cuộc xung đột ở dải Gaza. Cái chết của ông Sinwar rõ ràng gây ảnh hưởng lớn và tức thời đối với phong trào Hồi giáo Hamas. Nhóm đã mất đi nhiều lãnh đạo cấp cao trong thời gian qua. Là người đứng đầu cánh quân sự của Hamas ở dải Gaza, ông Sinwar đã tiếp quản vai trò lãnh đạo nhóm sau khi người tiền nhiệm Ismail Haniyeh thiệt mạng trong một vụ nổ bom tình nghi do Israel tiến hành tại một nhà khách chính phủ ở Tehran, Iran hồi tháng 7. Giới quan sát nhận định, Hamas sẽ mô tả ông Sinwar như người tử vì đạo và tìm cách khiến cái chết của ông trở thành điều truyền cảm hứng cho những người mới tình nguyện gia nhập nhóm. Việc vị thủ lĩnh này thiệt mạng khi đang chiến đấu ở tiền tuyến với vũ khí trên tay sẽ giúp ích cho điều này. Tuy nhiên, cây bút bình luận Jason Buckley viết trên báo The Guardian rằng bất kể nỗ lực tuyên truyền ra sao, việc Hamas mất thủ lĩnh vẫn khó có thể thúc đẩy việc tuyển dụng trong bối cảnh nhóm rất cần nhân lực bổ sung ở Gaza sau khi hứng chịu thương vong nặng nề. Hamas vẫn đang ở trong tình trạng rối loạn và hiện phải tìm một nhà lãnh đạo toàn diện mới. Giới quan sát lưu ý rằng, bất chấp quyền hành thâu tóm được trong nhiều thập kỷ, ông Sinwar từng là một lựa chọn gây tranh cãi. Hamas giờ đây còn phải thực hiện những lựa chọn chiến lược trọng yếu từng bị trì hoãn do việc bổ nhiệm ông Sinwar. Dưới áp lực lớn và nhận thức đầy đủ rằng các cơ quan an ninh Israel có khả năng theo dõi và trừ khử cả những nhân vật cấp cao nhất của nhóm. Tại Israel, nơi Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn bị đổ lỗi về các thất bại an ninh dẫn đến cái chết của gần 1.200 người, chủ yếu là thường dân và việc khoảng 250 người Do Thái bị bắt cóc làm con tin trong vụ đột kích đẫm máu của các tay súng Hamas vào miền Bắc của nước này ngày 7 tháng 10 năm 2023. Vụ hạ sát ông Sinwar sẽ củng cố đáng kể vị thế chính trị của ông Netanyahu và gia tăng sự ủng hộ dành cho phe cánh hữu cứng rắn của ông. Kết quả thăm dò dư luận hé lộ, tỷ lệ tín nhiệm dành cho ông Netanyahu cũng được cải thiện sau một loạt thành công về mặt chiến thuật ở Liban, bao gồm cả vụ hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Một số người Israel, bao gồm cả các tướng lĩnh trong quân đội, giới chức cấp cao trong các cơ quan tình báo và chính phủ, xem cái chết của ông Sinwar là thời điểm thích hợp để tuyên bố chiến thắng ở Gaza và chấm dứt chiến dịch quân sự bị coi là tốn kém nếu cần thiết. Song, hiện vẫn chưa rõ điều này có thể tạo ra khác biệt như thế nào trên thực tế. Một khả năng được đề cập đến là các cuộc đàm phán ngừng bắn sẽ được thúc đẩy trong khi một trong hai cá nhân bị cáo buộc cản trở thỏa thuận đã ra đi. Tuy nhiên, thái độ của bất kỳ người nào được chọn kế nhiệm cố thủ lĩnh Hamas đối với việc thương lượng có thể không khác biệt nhiều. Bản thân thủ lĩnh Israel luôn nhấn mạnh rằng áp lực quân sự là giải pháp sẽ đưa khoảng 100 con tin còn lại ở Gaza trở về. Khả năng ông Netanyahu đồng ý thả hàng nghìn tù nhân Palestine trong các nhà tù Israel và đưa ra những nhượng bộ khác nhằm đổi lấy việc Hamas phóng thích các con tin rất mong manh. Hiện cũng có khả năng Mỹ sẽ gây sức ép buộc Israel tuyên bố chấm dứt chiến dịch tấn công của IDF ở Gaza, như mong muốn các chiến lược gia vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ của Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, ngay cả khi Israel quyết định tuyên bố chiến thắng ở Gaza, xung đột vẫn có thể tiếp diễn. Các quan chức Israel đã nói sẽ tiếp tục kiểm soát quân sự và các hoạt động ở Gaza, chừng nào họ cho là cần thiết. Đến nay, vẫn chưa ai đưa ra được một cơ chế chính trị mới cho vùng lãnh thổ này, có thể được tất cả các bên chấp nhận. Nhiều nhà phân tích nhất trí rằng, cái chết của thủ lĩnh Hamas đánh dấu một cột mốc quan trọng nhưng chưa đủ để giúp chấm dứt xung đột ở Gaza, cũng như các căng thẳng khác đang leo thang ở Trung Đông. Cả Israel và lực lượng Hamas đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn về leo thang xung đột sau cái chết của thủ lĩnh Yahya Sinwar. Cái chết của nhân vật đặc biệt này khiến cơ hội tháo ngòi nổ xung đột ở Trung Đông càng thêm mong manh.
Lực lượng Hamas ngày 18 tháng 10 tuyên bố sẽ không thả các con tin bị bắt giữ cho đến khi Israel dừng hành động quân sự ở Gaza. Ông Khalil Al-Hayya, một thủ lĩnh của Hamas, kêu gọi Israel rút quân khỏi Gaza. Quan chức này cũng khẳng định Hamas sẽ lấy lại sức mạnh sau vụ thủ lĩnh Sinwa bị sát hại. Ông Hayya nhấn mạnh, chúng tôi đảm bảo rằng dòng máu này sẽ soi sáng con đường của chúng tôi và tăng động lực cho sự kiên định của chúng tôi và phong trào Hamas sẽ tiếp tục con đường của những nhà lãnh đạo sáng lập và những người tử vì đạo cho đến khi chúng tôi đạt được tham vọng của nhân dân chúng tôi, thành lập nhà nước Palestine trên toàn bộ đất đai của người Palestine. Đáp lại tuyên bố của Hamas, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi vụ sát hại thủ lĩnh Sinwar là một dấu mốc quan trọng trong sự suy tàn của Hamas. Ông Netanyahu đồng thời khẳng định cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi các con tin Israel bị Hamas bắt giữ được trả tự do. Thủ tướng Israel tuyên bố, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Đây không phải là sự báo hiệu sự kết thúc của chiến tranh, mà là khởi đầu của sự kết thúc. Chúng ta có trước mắt một cơ hội lớn để ngăn chặn trục ma quỷ và tạo ra một tương lai khác. Israel cam kết sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đưa tất cả các con tin trở về nhà. Và Israel sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả những người trả lại con tin của chúng tôi. Nhưng đối với những kẻ muốn làm hại con tin của chúng tôi có một thông điệp khác. Israel sẽ truy lùng và đưa các người ra trước công lý. Theo đánh giá của giới phân tích, việc sát hại thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar là một đòn mạnh giáng vào Hamas nhưng không tiêu diệt được phong trào này mà sẽ chỉ làm cho căng thẳng leo thang, đẩy cuộc xung đột gia tăng và lan rộng hơn ra toàn bộ khu vực Trung Đông, vốn đang đứng trước bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện. Những hành động này thường dẫn đến sự trả thù của Hamas và các tổ chức kháng chiến Palestine khác. Ngay sau cái chết của thủ lĩnh Hamas, nhóm chiến binh Hezbollah ở Liban tuyên bố sẽ leo thang cuộc chiến chống lại Israel, trong khi Iran, nước hậu thuẫn cho lực lượng Hezbollah Liban, thì nói rằng tinh thần kháng cự sẽ được củng cố sau cái chết của đồng minh Sinwar tại Gaza. Giới quan sát nhận định, giải pháp duy nhất là trước mắt Israel phải trở lại bàn đàm phán dưới sự trung gian hòa giải của Qatar, Ai Cập và Mỹ để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi những người bị giam giữ với Hamas, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chấm dứt chiến sự, rút quân khỏi Gaza. Ngày 19 tháng 10, lực lượng Hezbollah ở Liban bất ngờ mở nhiều cuộc tấn công dồn dập bằng cả tên lửa và máy bay không người lái vào Israel. Thông báo chiều nay của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, Hezbollah đã phóng khoảng 55 quả tên lửa tấn công khu vực Thượng, Tây và Trung tâm Galilee ở phía Bắc Israel hồi trưa nay. Cuộc tấn công khiến ít nhất 2 người bị thương, dù phần lớn số tên lửa bị lưới phòng không Israel đánh chặn hoặc rơi vào khu vực đất trống. Đây được coi là cuộc tấn công tên lửa dữ dội nhất của Hezbollah vào Israel trong nhiều ngày qua. Trước đó, nhóm vũ trang Liban chủ yếu tiến hành các đợt tập kích nhỏ lẻ với khoảng vài quả tên lửa mỗi đợt, làm dấy lên đồn đoán về khả năng Hezbollah có thể đã bị cạn nguồn tên lửa hoặc gặp khó khăn trong việc tổ chức các cuộc tấn công quy mô lớn chống Israel. Trước cuộc tập kích trưa nay, Hezbollah đã triển khai nhiều lượt máy bay không người lái UAV tấn công một số vị trí khác nhau ở Israel. Hầu hết số UAV của Hezbollah bị lưới phòng không của Israel vô hiệu hóa. Tuy nhiên, một chiếc UAV đã xuyên thủng lưới phòng không của Israel và đánh trúng nhà riêng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở khu vực thành phố biển Kasare. Tại thời điểm vụ tấn công xảy ra, Thủ tướng Netanyahu và phu nhân là bà Sarah không có mặt ở nhà. Vụ việc đã được Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận. Còn tại Liban, Bộ Y tế nước này thông báo có 2 người thiệt mạng trong cuộc không kích hồi sáng nay của không quân Israel vào khu vực Jenin ở phía bắc thủ đô Beirut. Đây là lần đầu tiên mạn bắc thủ đô Beirut bị tấn công kể từ khi Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn vào Liban sáng sớm ngày 23 tháng 9. Trước đó, không quân Israel chủ yếu dồn hỏa lực đánh phá ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, khu vực được coi là đại bản doanh của Hezbollah ở Liban. Cam kết của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc tiếp tục hoạt động quân sự ở giải Gaza và Liban đã dập tắt hy vọng rằng cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar có thể giúp chấm dứt hơn một năm xung đột leo thang ở Trung Đông. Ông Netanyahu nói, cuộc xung đột vẫn chưa kết thúc, khẳng định chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi các con tin bị Hamas bắt giữ được trả tự do. Chúng tôi có một cơ hội lớn để ngăn chặn họ và gây dựng một tương lai khác. Phát biểu của ông Netanyahu trái ngược với bình luận của các lãnh đạo phương Tây, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, rằng cái chết của ông Sinwar mang đến cơ hội chấm dứt xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Washington muốn khởi động các cuộc đàm phán ngừng bắn và đảm bảo việc thả các con tin. Theo ông Miller,
thủ lĩnh Hamas Sinwar khi còn sống đã từ chối đàm phán. Ông Mueller nói, rõ ràng là rào cản đã được gỡ bỏ, không thể dự đoán liệu người kế nhiệm Sinwar có đồng ý ngừng bắn hay không. Nhưng cái chết của Sinwar đã giúp dỡ bỏ rào cản chính, đã ngăn chúng ta đạt được thỏa thuận trong những tháng gần đây. Những nỗ lực của Mỹ, đồng minh chính của Israel, nhằm làm trung gian cho các lệnh ngừng bắn với Hamas và Hezbollah đã thất bại vì Israel vẫn tiếp tục cuộc chiến của mình. Một nhà ngoại giao cấp cao làm việc tại Liban nói với hãng tin Reuters rằng khả năng cái chết của Sinwar giúp chấm dứt xung đột dường như khó có thể xảy ra. Nhà ngoại giao này nói, chúng tôi thực sự hy vọng việc loại bỏ Sinwar sẽ là bước ngoặt để chấm dứt xung đột, để mọi người sẽ sẵn sàng hạ vũ khí. Có vẻ như chúng tôi lại một lần nữa nhầm lẫn. Trong khi đó, nhóm chiến binh Hezbollah ở Liban tuyên bố sẽ leo thang các hoạt động chống lại Israel, Iran, đồng minh của Hezbollah, Hamas, cho biết tinh thần kháng chiến sẽ được củng cố sau cái chết của ông Sinwar. Nguồn tin từ lực lượng phòng vệ dân sự Liban cho biết các trường hợp thương vong được ghi nhận tại Im Ansaki, Sarari, Ansa và Doye ở miền nam Liban, cũng như Seba ở khu vực đông nam nước này. Trong khi đó, các nguồn tin quân sự Liban yêu cầu giấu tên xác nhận những cuộc không kích của Israel đã nhắm vào 24 thị trấn và làng mạc ở miền nam Liban, cũng như 12 địa điểm tại miền đông nước này. Cũng trong ngày 18 tháng 10, phong trào Hezbollah ra tuyên bố khẳng định đã sử dụng thiết bị bay không người lái UAV, tên lửa và pháo binh tấn công các vị trí và nơi tập trung của binh lính Israel ở cao nguyên Golan và miền bắc Israel, bao gồm 4 thành phố Safed, Haifa, Ya'id và Kiryat Shmona. Tổ chức này còn thừa nhận tấn công các địa điểm tập trung binh sĩ Israel ở miền nam Liban. Hezbollah cũng bày tỏ sự thương tiếc về cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar và tái khẳng định lập trường ủng hộ đối với người dân Palestine. Trong một động thái khác có liên quan, Hezbollah cùng ngày tuyên bố đã sử dụng UAV tấn công một căn cứ quân sự Israel ở miền trung nước này để tưởng nhớ thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Tuyên bố của Hezbollah, các chiến binh của lực lượng này đã phóng một loạt UAV mang tính nổ vào căn cứ phòng thủ tên lửa ở phía đông thành phố Hadera, miền trung Israel. Hezbollah nhấn mạnh cuộc tấn công nhằm đáp trả việc nhắm mục tiêu vào dân thường và để phụng sự thủ lĩnh Hassan Nasrallah, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ngày 27 tháng 9. Cùng ngày, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng những vụ tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban UNIFIL là không thể chấp nhận được. Tuyên bố trên được người đứng đầu chính phủ Italy đưa ra sau khi UNIFIL cáo buộc quân đội Israel bắn vào các vị trí của lực lượng này ở miền nam Liban. Phát biểu họp báo tại Beirut của Liban, Thủ tướng Meloni bày tỏ, tôi coi hành vi tấn công vào UNIFIL là không thể chấp nhận được và tôi một lần nữa yêu cầu tất cả các bên nỗ lực đảm bảo an toàn cho mỗi người lính của UNIFIL trong mọi thời điểm. Trong khi đó, người phát ngôn UNIFIL Andre Tenetti tuyên bố phái bộ gồm 10.000 người sẽ tiếp tục ở lại Liban, bất chấp một số cuộc tấn công trực tiếp có chủ đích từ phía Israel trong những ngày gần đây. Hamas, một lực lượng chính trị và quân sự ở dải Gaza, vẫn tồn tại suốt hàng chục năm, bất chấp các vụ ám sát nhằm vào thủ lĩnh của nhóm này. Rất ít thủ lĩnh Hamas ở Gaza có được danh tiếng như Yahya Sinwar. Ông vừa là một thủ lĩnh nổi tiếng cứng rắn mà Israel xem như cái gai trong mắt, vừa được nhiều người Palestine tin tưởng. Họ coi ông như người bảo vệ cho chính nghĩa trong cuộc đấu tranh với Israel. Cái chết của ông Yahya Sinwar trong cuộc đấu súng ở miền nam Gaza ngày 16 tháng 10 được coi là tổn thất nặng nề đối với Hamas, nhưng lại là một chiến thắng cho quân đội Israel. Michael Milstein, cựu giám đốc các vấn đề dân sự Palestine của quân đội Israel cho biết, đây là thành tựu lớn nhất của Israel kể từ khi chiến sự nổ ra. Nhưng chúng ta không nên quá phấn khích và cũng đừng quên rằng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. Theo các nhà phân tích, cái chết của ông Sinwar giáng một đòn đau đớn vào Hamas, nhưng có lẽ sẽ không phải là hồi chuông báo tử cho phong trào này hoặc chấm dứt ngay lập tức cuộc đổ máu. Hamas vừa là lực lượng chính trị, vừa là lực lượng quân sự. Phong trào này vẫn tồn tại sau nhiều vụ ám sát nhằm vào thủ lĩnh của họ suốt hàng chục năm qua. Ông Fawad Gurjes, giáo sư quan hệ quốc tế tại Trường Kinh tế London cho hay, ông Sinwar được nhiều người Palestine cùng hàng triệu người Ả Rập và người Hồi giáo coi là một nhân vật biểu tượng dám đứng lên thách thức Israel. Tuy nhiên, cuộc chiến này không phải chỉ xoay quanh một cá nhân hay một nhà lãnh đạo. Israel sẽ thấy mình vẫn ở chỗ cũ vào buổi sáng hôm sau khi tuyên bố Sinwar đã chết. Điều đó không thực sự giải quyết được tình thế khó khăn về mặt chiến lược của Israel. Chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza bắt đầu cách đây hơn một năm, sau khi Hamas tấn công vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ông Yaakov Amiro, cựu cố vấn an ninh quốc gia Israel cho rằng, chiến dịch của Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng năng lực quân sự của Hamas đến mức Hamas ngày nay không thể tấn công Israel. Nhưng Hamas đã trở thành một lực lượng du kích mạnh mẽ. Họ vẫn tiếp tục tham gia vào các trận chiến dữ dội với quân đội Israel trên đường phố bên trong dải Gaza.
nhóm này cũng vẫn đang giam giữ 101 con tin người Israel và vẫn đủ mạnh cho dù có bất kỳ thủ lĩnh nào bị ám sát. Ông Khayma Abu Sada, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Al-Azhar ở Gaza và hiện đang sống ở Mỹ, nói về cái chết của ông Sinwar. Đây sẽ không phải là hồi kết của Hamas. Israel đã ám sát người sáng lập Hamas, Sheikh Ahmed Yassin và thủ lĩnh khi đó, Abdel Aziz Rantisi vào năm 2004. Nhưng những vụ việc đó không làm suy yếu Hamas. Ông Abu Sada nói, Hamas coi mình là một phong trào giải phóng dân tộc và họ tuyên bố chiến đấu chống lại sự chiếm đóng của Israel. Nếu một thủ lĩnh thiệt mạng, một thủ lĩnh khác sẽ tiếp tục cuộc chiến. Đó là những gì đã diễn ra trong nhiều năm qua. Sinwar từng trải qua 22 năm trong các nhà tù của Israel trước khi được thả trong một cuộc trao đổi tù nhân năm 2011 để đổi lấy binh sĩ Israel Gilad Shalit. Ông trở thành thủ lĩnh của Hamas ở Gaza vào năm 2017. Tại đây, ông đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào miền nam Israel và ông tin rằng sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực. Trong khi các lãnh đạo Hamas có cuộc sống thoải mái ở nước ngoài như Thổ Nhĩ Kỳ, Liban hay Qatar, ông Sinwar lại chọn ở lại Gaza và trú ẩn dưới mạng lưới đường hầm rộng lớn mà Hamas đã xây dựng. Khi quân đội Israel tấn công dữ dội Gaza, Sinwar vẫn còn sống sót và duy trì quyền kiểm soát đối với lực lượng Hamas bên trong giải đất này cũng như giới lãnh đạo của Hamas ở nước ngoài khi họ tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn. Ông trở thành lãnh đạo chính trị của Hamas thay thế Ismail Haniyeh, người bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran vào hồi tháng 7. Kể từ đó, ông được coi là lãnh đạo quyền lực nhất của Hamas, định đoạt mọi vấn đề quan trọng nhất của nhóm. Ông cũng là người kiên quyết từ chối đàm phán với Israel, khiến quá trình đàm phán thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza rơi vào bế tắc. Nhưng chỉ 2 tháng sau khi trở thành thủ lĩnh Hamas, số phận của ông Sinwar kết thúc trong tòa nhà đổ nát ở Rafah, miền nam Gaza, sau cuộc đấu súng với một nhóm binh sĩ Israel. Israel sau đó xác nhận danh tính Sinwar thông qua xét nghiệm ADN, dữ liệu vân tay và hồ sơ nha khoa. Nhóm chiến binh Hezbollah của Liban tuyên bố họ đang chuyển sang một giai đoạn mới và leo thang trong cuộc xung đột chống lại Israel sau vụ giết chết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Iran và Hezbollah đã lên tiếng sau sự ra đi của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Iran không thấy dấu hiệu nào cho thấy vụ sát hại thủ lĩnh Hamas sẽ làm thay đổi sự ủng hộ của họ. Tinh thần kháng cự sẽ được củng cố sau sự ra đi của ông Sinwar, phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết. Hezbollah cũng đã tỏ ra thách thức, tuyên bố chuyển sang giai đoạn mới và leo thang trong cuộc đối đầu với Israel. Ông Sinwar, người được coi là chủ mưu vụ tấn công ngày 7 tháng 10, gây ra cuộc xung đột Gaza, đã bị giết chết trong một chiến dịch của quân đội Israel tại vùng đất Palestine hôm 16 tháng 10, một sự kiện quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài cả năm qua. Các nhà lãnh đạo phương Tây cũng cho rằng sự ra đi của ông đã tạo cơ hội để chấm dứt xung đột. Nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc xung đột sẽ tiếp diễn cho đến khi các con tin bị các chiến binh Hamas bắt giữ được trả lại. Gửi đến các gia đình con tin thân yêu, tôi xin nói rằng đây là thời điểm quan trọng trong cuộc chiến. Chúng tôi sẽ tiếp tục toàn lực cho đến khi tất cả những người thân yêu của các bạn, những người thân yêu của chúng tôi được trở về nhà. Ông Sinwar được bổ nhiệm làm thủ lĩnh chung của Hamas sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh ở Tehran vào tháng 7. Ông được cho là đã ẩn náu trong mê cung đường hầm mà Hamas đã xây dựng dưới thời Gaza trong 2 thập kỷ qua. Ông đã bị giết trong một cuộc đấu súng ở miền nam Gaza vào ngày 16 tháng 10. Quân đội Israel ban đầu không biết rằng họ đã bắt được kẻ thù số 1 của đất nước mình, các quan chức Israel cho biết. Quân đội đã công bố video máy bay không người lái vì những gì họ đang nói là hình ảnh ông Sinwar. Trong đó, ông ngồi trên một ghế banh và phủ đầy bụi bên trong một tòa nhà đã bị phá hủy. Hamas chưa đưa ra bất cứ bình luận nào, nhưng các nguồn tin trong nhóm cho biết những dấu hiệu họ thấy cho thấy Sinwar thực sự đã bị quân đội Israel giết chết. Mặc dù phương Tây hy vọng ngừng bắn, cái chết của Sinwar có thể làm gia tăng sự thù địch ở Trung Đông trong bối cảnh nguy cơ xung đột lớn hơn đang gia tăng. Israel đã phát động một chiến dịch trên bộ ở Liban vào tháng này và hiện đang lên kế hoạch đáp trả một cuộc tấn công bằng tên lửa vào ngày 1 tháng 10 do Iran, đồng minh của Hamas và Hezbollah của Liban thực hiện. Nhưng cái chết của người đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công năm ngoái, trong đó có các chiến binh đã giết chết 120 người ở Israel và bắt giữ hơn 250 con tin. Theo số liệu của Israel, cũng có thể giúp thúc đẩy những nỗ lực bị đình trệ trong chấm dứt cuộc xung đột mà Israel đã sát hại hơn 42.000 người Palestine, theo các cơ quan y tế Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói chuyện với ông Netanyahu qua điện thoại
và cho biết rằng cái chết của Sinwar đã tạo cơ hội để xung đột ở Gaza cuối cùng cũng có thể kết thúc và để các con tin Israel được về nhà. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết nước này muốn khởi động một cuộc đàm phán về một đề xuất nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và đảm bảo việc thả con tin. Đồng thời Sinwar là rào cản chính đối với việc chấm dứt xung đột. Rõ ràng là rào cản đó đã được gỡ bỏ. Không thể dự đoán rằng điều đó có nghĩa là bất kỳ ai thay thế Sinwar sẽ đồng ý ngừng bắn. Nhưng nó đã gỡ bỏ rào cản chính trong những tháng gần đây để đạt được lệnh ngừng bắn. Ông nói, ông Miller cho biết trong những tuần gần đây, Sinwar đã từ chối đàm phán. Quân đội Israel cho biết ngày 18 tháng 10 rằng họ cũng đã sát hại được Muhammad Hassin Rahman, chỉ huy của lực lượng Hezbollah tại khu vực Tayyibe ở miền nam Liban. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 10, lực lượng Hezbollah ở Liban bất ngờ mở nhiều cuộc tấn công dồn dập bằng cả tên lửa và máy bay không người lái vào Israel. Thông báo chiều nay của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết Hezbollah đã phóng khoảng 55 quả tên lửa tấn công khu vực Thượng, Tây và trung tâm Galilee ở phía Bắc Israel hồi trưa nay. Cuộc tấn công khiến ít nhất 2 người bị thương, dù phần lớn số tên lửa bị lưới phòng không Israel đánh chặn hoặc rơi vào khu vực đất trống. Đây được coi là cuộc tấn công tên lửa dữ dội nhất của Hezbollah vào Israel trong nhiều ngày qua. Trước đó, nhóm vũ trang Liban chủ yếu tiến hành các đợt tập kích nhỏ lẻ với khoảng vài quả tên lửa mỗi đợt, làm dấy lên đồn đoán về khả năng Hezbollah có thể đã bị cạn nguồn tên lửa hoặc gặp khó khăn trong việc tổ chức các cuộc tấn công quy mô lớn chống Israel. Trước cuộc tập kích trưa nay, Hezbollah triển khai nhiều lượt máy bay không người lái UAV tấn công một số vị trí khác nhau ở Israel. Hầu hết số UAV của Hezbollah bị lưới thống phòng không Israel vô hiệu hóa. Tuy nhiên, một chiếc UAV đã xuyên thủng lưới phòng không Israel và đánh trúng nhà riêng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở khu vực thành phố biển Kassare. Tại thời điểm vụ tấn công xảy ra, Thủ tướng Netanyahu và phu nhân là bà Sarah không có mặt tại nhà. Vụ việc đã được văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận. Còn tại Liban, Bộ Y tế nước này thông báo có 2 người thiệt mạng trong cuộc không kích hồi sáng nay của không quân Israel vào khu vực Yonie ở phía bắc thủ đô Beirut. Đây là lần đầu tiên mạn bắc thủ đô Beirut bị tấn công kể từ khi Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn vào Liban sáng sớm ngày 23 tháng 9. Trước đó, không quân Israel chủ yếu dồn hỏa lực đánh phá ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, khu vực được coi là đại bản doanh của Hezbollah ở Liban. Các nhà lãnh đạo nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Anh, Đức và Pháp ngày 18 tháng 10 đã họp nhóm thượng đỉnh tại Đức. Các bên nhất trí duy trì sự ủng hộ Ukraine và kêu gọi ngừng bắn ở Trung Đông. Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nhấn mạnh sự khẩn thiết phải chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn một năm ở dải Gaza giữa Israel và phong trào Hamas. Bốn nhà lãnh đạo cũng nhất trí về sự khẩn thiết phải đưa các con tin trở về với gia đình và đảm bảo viện trợ nhân đạo đến được với dân thường. Các bên cũng trao đổi ý kiến về tình hình xung đột ở Liban, nơi Israel đang giao tranh với phong trào Hezbollah, đồng thời tái khẳng định lập trường, chỉ trích vụ tập kích tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10. Phát biểu tại buổi họp báo, Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh, "Tôi vừa có một cuộc họp rất hiệu quả với Tổng thống Biden, Thủ tướng Scholz và Tổng thống Macron. Chúng tôi tập trung vào hai vấn đề. Thứ nhất, tình hình ở Trung Đông. Bây giờ chúng ta phải tận dụng tối đa thời điểm này. Điều cần thiết bây giờ là ngừng bắn ở Gaza, thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin, tiếp cận ngay lập tức viện trợ nhân đạo và quay trở lại con đường hướng tới giải pháp hai nhà nước như là cách duy nhất để mang lại hòa bình và an ninh lâu dài." Xung đột bùng phát ở dải Gaza sau khi lực lượng Hamas bất ngờ tấn công miền nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023 đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt cóc hơn 200 con tin. Chiến dịch đáp trả của Israel đến nay cũng đã khiến ít nhất 42.500 người ở Gaza thiệt mạng, đồng thời tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở vùng đất đầy sóng gió này. Cuộc xung đột Gaza cũng là nguyên nhân khiến chiến tranh có thể lan rộng ở khu vực Trung Đông. Ngoài tình hình Trung Đông, nhóm bộ tứ cũng tái khẳng định duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức khẳng định dù hỗ trợ Ukraine, song tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không được trở thành một bên tham chiến. Trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục khẳng định không ủng hộ việc cung cấp vũ khí từ xa cho Ukraine để tấn công lãnh thổ Nga. Phát biểu trước báo giới khi giải Đức, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, "Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng họ tiếp tục có năng lực để chiến đấu." Tuy nhiên, trong chính sách đối ngoại, hiện tại chúng tôi không có sự đồng thuận nào về việc cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga.
mặc dù tài trợ hàng tỷ đô la vũ khí cho Ukraine, song đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc các nước phương Tây có nên cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga hay không. Có không ít quốc gia phản đối do lo ngại điều này có thể kéo họ đến gần xung đột trực tiếp với Nga. Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã nhiều lần cảnh báo các thành viên NATO phải nhận thức được những gì họ đang đùa giỡn khi thảo luận về những kế hoạch cho phép Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, phương Tây sẽ xung đột trực tiếp với Nga nếu bật đèn xanh cho Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công Nga. Các nguồn tin Israel cho biết, thi thể của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar có thể đã được sử dụng làm con bài mặc cả để đổi lấy việc nhóm này thả các con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Truyền thông địa phương đưa tin, thi thể của thủ lĩnh Hamas Sinwar hiện đang được lưu giữ tại một địa điểm bí mật ở Israel sau khi ông bị lực lượng Israel sát hại trong cuộc đấu súng ở phía nam Gaza vào ngày 16 tháng 10. Hai nguồn tin tiết lộ với hãng tin CNN rằng, việc đảm bảo thả con tin có thể sẽ là ưu tiên hàng đầu của Israel khi Tel Aviv quyết định cách xử lý thi thể của ông Sinwar, người mà Israel cáo buộc là chủ mưu đằng sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023. Hamas đã bắt hơn 200 con tin ở Israel trong cuộc tấn công khi đó. Hiện Hamas vẫn giữ khoảng 100 con tin ở Gaza. Một nguồn tin của Israel cho biết, nước này đang cân nhắc cách gây sức ép lên Hamas để thả những người này. Theo các nguồn tin, thi thể của ông Sinwar có thể được coi là con bài mặc cả. Việc thả con tin có thể là cách duy nhất để thi thể của ông Sinwar được đưa trở lại Gaza. Mặc dù vậy, có những ý kiến lo ngại việc trả lại thi thể ông Sinwar về Gaza trong bất kỳ trường hợp nào cũng có nguy cơ tập hợp những người ủng hộ Hamas. Nếu ông Sinwar được chôn cất ở Gaza, địa điểm này có thể trở thành đền thờ cho những người ủng hộ của họ. Ngày 18 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog đã tổ chức một cuộc họp an ninh về cơ hội quan trọng mà vụ hạ sát Sinwar mang lại cho việc trả lại con tin. Trong bài phát biểu trước đó, Thủ tướng Netanyahu cũng kêu gọi các thành viên Hamas hạ vũ khí và thả con tin. Ông Netanyahu nhấn mạnh, Israel sẽ đảm bảo an toàn cho tất cả những người trả lại con tin. Ngược lại, nếu ai đó làm hại con tin, Israel sẽ truy lùng và đưa người đó ra trước công lý. Trong khi đó, sau cái chết của ông Sinwar, phía Hamas tuyên bố sẽ không thả tự do cho các con tin, trừ khi Israel chấm dứt chiến dịch ở Gaza, rút quân hoàn toàn và trao trả tù binh. Quân đội Israel ngày 18 tháng 10 cho biết đã cử thêm một đơn vị đến hỗ trợ lực lượng hoạt động tại Jabalia, trại tị nạn lớn nhất trong số 8 trại tị nạn lịch sử của dải Gaza. Người dân Jabalia ở phía bắc Gaza cho biết xe tăng Israel đã tiến đến trung tâm trại, sử dụng hỏa lực yểm trợ từ trên không, trên bộ và cài bom đánh sập hàng chục ngôi nhà mỗi ngày. Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố đã hoạt động tại Jabalia trong 2 tuần qua, tiêu diệt hàng chục phiến quân trong vụ cận chiến vào ngày 17 tháng 10, thực hiện nhiều đợt không kích và phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự. Theo người dân ở Jabalia và hai thị trấn lân cận, dịch vụ liên lạc và Internet đã bị cắt đứt, làm gián đoạn hoạt động cứu hộ của các đội cứu thương và khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ của những người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của Israel. Cơ quan Y tế Gaza thông báo, những đợt oanh tạc của quân đội Israel vào trại tị nạn Jabalia đã khiến ít nhất 33 người Palestine thiệt mạng, bao gồm 21 phụ nữ, trong đêm ngày 18 tháng 10. Con số thiệt mạng nhiều khả năng sẽ lên đến 50 vì vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt ở dưới đống đổ nát và các tòa nhà. Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelati ngày 18 tháng 10 tái khẳng định với người đồng cấp Liban Abdallah Bouhabib rằng Cairo cam kết sẽ tiếp tục cung cấp mọi phương tiện hỗ trợ cho Beirut để đối phó với tình hình hiện nay. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Abdelati cho biết, chuyến hàng cứu trợ mới nhất vừa được Ai Cập gửi tới thủ đô Beirut của Liban bao gồm 22 tấn lương thực và các mặt hàng thiết yếu để cung cấp điều kiện sống cơ bản cho những người phải di rời. Đến nay, tổng số hàng cứu trợ mà Ai Cập gửi tới chính phủ và người dân Liban là 44 tấn. Ông Abdelati và ông Bouhabib đã thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Liban cùng những nỗ lực đang được thực hiện nhằm ngăn chặn tình hình khu vực tiếp tục xấu đi. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập dẫn lời Ngoại trưởng Abdelati nhấn mạnh với người đồng cấp Liban về những nỗ lực mạnh mẽ của Cairo nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Liban. Cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Ai Cập và Liban diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực sau khi quân đội Israel hạ sát thủ lĩnh phong trào Hamas Yahya Sinwar ở dải Gaza, đồng thời tiếp diễn các hành động quân sự ở Gaza và Liban, cũng như những mối đe dọa về khả năng Tel Aviv tấn công trả đũa Iran, qua đó làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến toàn diện trong khu vực. Thưa quý vị, Khalid Masar, giám đốc văn phòng Hamas ở nước ngoài, đã nắm quyền lãnh đạo Hamas sau khi ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh của Hamas, bị Israel tiêu diệt. Trang tin tức LBCI của Liban dẫn các nguồn tin cho biết, ông Khalid Masar,
đã đảm nhận vai trò thủ lĩnh tạm quyền của Hamas, chịu trách nhiệm liên lạc với các bên chủ chốt tham gia cuộc thương thuyết trả tự do cho con tin Israel. Ông Khalid Masel, 67 tuổi, là một trong những thành viên sáng lập của Hamas và là một trong các nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất của tổ chức này. Theo các nguồn tin, ban lãnh đạo Hamas đã thông báo cho các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập về sự qua đời của ông Sinwa trong một chiến dịch ở Tel al-Sultan và nhấn mạnh rằng sau sự ra đi của ông Sinwa, các cuộc đàm phán về cuộc trao đổi tù nhân và chấm dứt xung đột sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. Tờ Time of Israel dẫn lời ông Khalil al-Hayya, một nhà lãnh đạo chính trị cấp cao của Hamas, hôm 18 tháng 10 xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwa đã thiệt mạng tại Gaza hồi đầu tuần này. Trong một tuyên bố bằng video, ông al-Hayya nói: "Sự ra đi của thủ lĩnh Sinwa giúp củng cố thêm sức mạnh cho Hamas và thề rằng những kẻ chiếm đóng sẽ sớm hối hận vì đã sát hại ông Sinwa." Ông al-Hayya là phó thủ lĩnh của Hamas ở Gaza và là nhà đàm phán chính của nhóm. Ông al-Hayya nói thêm: "101 con tin đang bị Hamas giam giữ tại Gaza chỉ được thả sau khi cuộc chiến kết thúc và quân đội Israel rút khỏi giải đất ven biển của Palestine." Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel cho biết thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa đã bị tiêu diệt trong một cuộc chạm trán tình cờ với đội tuần tra của Israel ở Gaza hồi đầu tuần này. Israel cho rằng sự ra đi của ông Sinwa sẽ mở ra cánh cửa ngoại giao để giải thoát các con tin bị Hamas giam giữ. Một quan chức Israel nói, nước này đang cân nhắc các thỏa thuận riêng với các phe phái của Hamas nếu không có thủ lĩnh mới nào xuất hiện. Quân đội Israel mở chiến dịch tấn công bộ binh vào miền nam Liban từ đêm ngày 30 tháng 9, sau khi thực hiện hàng trăm cuộc không kích ác liệt vào các khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường và buộc khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều quốc gia, trong đó có các đồng minh phương Tây của Israel, đã lên án mạnh mẽ chiến dịch tấn công của Tel Aviv vào Liban, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Liban và luật pháp quốc tế. Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 17 tháng 10, nhóm chiến binh Hezbollah tuyên bố chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc xung đột với Israel, lần đầu tấn công mục tiêu bằng tên lửa dẫn đường chính xác. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel trước đó tuyên bố hạ sát thủ lĩnh Yahya Sinwa của Hamas, lực lượng đồng minh của Hezbollah. Tuyên bố của Hezbollah đưa ra nhấn mạnh, giai đoạn mới sẽ mang tính gia tăng hơn trong cuộc đối đầu với Israel. Tính chất sẽ được phản ánh qua các diễn biến và sự kiện trong những ngày tới. Trước đó, hôm 12 tháng 10 vừa qua, nhóm chiến binh Hezbollah cũng đã thông báo phóng hàng loạt tên lửa tiên tiến vào căn cứ đơn vị 7200 chuyên phụ trách hậu cần bảo dưỡng của quân đội Israel ở thành phố Haifa. Các hệ thống vòm sắt của Israel đã nhiều lần để lọt tên lửa của Hezbollah. Lực lượng Israel đã sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cùng nhiều chỉ huy cấp cao của nhóm trong cuộc không kích ở Beirut vào cuối tháng trước. Israel cũng nhiều lần tuyên bố sẽ đẩy lùi nhóm vũ trang khỏi khu vực biên giới với Liban để người dân miền Bắc nước này có thể trở về nhà an toàn. Israel đã truy lùng Yahya Sinwa trong hơn một năm qua nhưng không tìm được tung tích của ông này. Thế nhưng cuối cùng, thủ lĩnh Hamas lại bị tiêu diệt trong một chiến dịch không được lên kế hoạch từ trước. Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa đã bị quân đội Israel sát hại trong một cuộc đấu súng ở miền nam Gaza vào ngày 16 tháng 10. Các quan chức Israel tiết lộ, ban đầu họ không biết rằng họ đã bắt được nhân vật bị coi là kẻ thù số 1. Sau khi kiểm tra hồ sơ nha khoa, dấu vân tay và xét nghiệm ADN, Israel cuối cùng xác nhận họ đã hạ sát thủ lĩnh Hamas. Yahya Sinwa là bộ não đằng sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, dẫn đến cuộc chiến khốc liệt ở Gaza sau đó. Ông trở thành thủ lĩnh toàn quyền lãnh đạo Hamas sau khi thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran, Iran hồi tháng 7 năm nay. Trong những tháng gần đây, đặc biệt là sau vụ nổ loạt máy nhắn tin và bộ đàm của lực lượng Hezbollah ở Liban, ông Sinwa dường như đã ngừng sử dụng điện thoại và các thiết bị liên lạc khác để tránh nguy cơ bị các cơ quan tình báo của Israel theo dõi. Các cơ quan tình báo của Israel đã truy lùng Sinwa trong hơn một năm qua, nhưng không tìm được tung tích của ông này. Kể từ sau các cuộc tấn công vào Israel, ông đã biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Ông Sinwa được cho là ẩn náu trong hệ thống đường hầm phức tạp của Hamas tại giải Gaza và luôn ở gần các con tin để tránh bị Israel ám sát. Suốt một năm qua, tình báo Israel đã tìm cách để khoanh vùng những khu vực mà ông Sinwa có thể hoạt động. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố rằng, hàng chục chiến dịch do lực lượng phòng vệ Israel IDF và cơ quan an ninh Israel Shin Bet thực hiện trong một năm qua và trong những tuần gần đây đã khoanh vùng hoạt động của thủ lĩnh Hamas, bao gồm cả khu vực mà Sinwa vừa bị hạ sát. Cuối cùng, mục tiêu đã bị hạ.
Tuy nhiên, không giống như các thủ lĩnh Hamas khác bị Israel truy lùng và hạ sát, bao gồm chỉ huy quân sự Hamas Mohammed Deif, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào ngày 13 tháng 7. Chiến dịch cuối cùng khiến thủ lĩnh Sinwar thiệt mạng lại không phải là một cuộc tấn công có mục tiêu và cũng không được lên kế hoạch từ trước. Thay vào đó, ông Sinwar bị lính bộ binh Israel phát hiện khi đang giả soát một khu vực ở Jan El Sultan ở phía nam Gaza vào ngày 16 tháng 10, nơi họ tin rằng các thành viên cấp cao của Hamas đang ở đó. IDF cho hay, đơn vị của lữ đoàn Bislab 828 đang tuần tra Jan El Sultan ở Rafah vào ngày 16 tháng 10. Lúc này, đơn vị của Israel không biết Sinwar có mặt ở đó và chỉ làm nhiệm vụ như thường lệ. Họ phát hiện ra ba thành viên Hamas di chuyển giữa các tòa nhà và nổ súng. Người đàn ông sau này được xác định là Sinwar, một mình chạy vào một trong các tòa nhà và đã bị tiêu diệt sau khi UAV phát hiện vị trí. Đoạn video quay từ máy bay không người lái được IDF công bố cho thấy một người đàn ông che kín mặt trong tình trạng bị thương nặng ở tay, đang ngồi trên ghế. Người này đã cố gắng ném một cây gậy về phía máy bay không người lái. Theo người phát ngôn IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, vào thời điểm đó, người đàn ông trong video được xác định là một chiến binh của Hamas. Binh lính Israel đã tiến vào và phát hiện ông ta mang theo vũ khí, một chiếc áo chống đạn và 40.000 shekel, tương đương 10.000 đô la Mỹ. Ông Hagari cho biết, ông ta đã cố gắng trốn thoát nhưng đã bị lực lượng của chúng tôi tiêu diệt. Ban đầu, nhóm lính Israel nhận thấy không có gì đặc biệt đáng chú ý ở nơi diễn ra cuộc đấu súng và phải đến sáng hôm sau họ mới quay trở lại kiểm tra hiện trường. Khi kiểm tra các thi thể, họ phát hiện một trong số đó có vẻ ngoài rất giống thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Do khu vực bị cài nhiều loại bẫy mìn, ban đầu các binh sĩ Israel cắt một phần ngón tay thi thể để đưa về xét nghiệm trước. Thi thể chỉ được chuyển tới Israel để khám nghiệm vào tối ngày 17 tháng 10. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Herzi Halevi cho biết, việc Israel truy lùng Sinwar trong suốt một năm qua đã khiến ông này hành động như một kẻ chạy trốn, liên tục thay đổi địa điểm. Các quan chức Israel cho rằng, ông Sinwar luôn ẩn náu bên trong mạng lưới đường hầm rộng lớn mà Hamas đào bên dưới Gaza trong 20 năm qua. Họ cũng lo ngại thủ lĩnh Hamas sử dụng các con tin mà nhóm này bắt được trong cuộc tấn công hồi tháng 10 năm 2023 như một lá chắn sống để bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công của Israel. Thế nhưng cuối cùng, Sinwar lại vô tình chạm trán với một nhóm tuần tra của Israel ở miền nam Gaza. Nhóm vệ sĩ đi cùng thủ lĩnh Hamas khá ít ỏi và cũng không có con tin nào ở gần ông ta. Ngày 17 tháng 10 theo giờ Washington DC, Lầu Năm Góc đã bác bỏ việc các lực lượng nước này liên quan trực tiếp tới chiến dịch Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar ở dải Gaza. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, tướng Pat Ryder nói, đó là chiến dịch quân sự của Israel. Các lực lượng Mỹ không liên quan trực tiếp tới hoạt động đó. Mỹ có một lượng nhỏ đặc nhiệm nắm vai trò cố vấn cho phía Israel về các nỗ lực giải cứu con tin. Trong đó, đặc nhiệm Mỹ làm việc cùng với các đối tác Israel nhằm truy lùng và xác định nơi trú ẩn của Sinwar và nhiều lãnh đạo Hamas khác, những người đang giam giữ các con tin từ tháng 10 năm ngoái. Theo tờ The Hill, những tuyên bố trên của tướng Pat Ryder được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng ông đã ra lệnh trực tiếp cho các đặc nhiệm và nhân sự tình báo giúp Israel săn lùng Sinwar và các lãnh đạo Hamas khác. Trang web của Nhà Trắng dẫn lời ông Biden nói, với sự giúp đỡ từ tình báo Mỹ, lực lượng phòng vệ Israel IDF không ngừng truy đuổi các thủ lĩnh Hamas, xua họ chạy khỏi nơi trú ẩn. Hiếm khi có một chiến dịch quân sự nào như thế này. Trước đó, thông cáo chung từ IDF và cơ quan tình báo Shin Bet của Israel tuyên bố đã hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar trong một hoạt động quân sự gần đây ở dải Gaza. Tuy nhiên, Hamas cho hay tới nay chưa bình luận về những thông tin xoay quanh thủ lĩnh Sinwar. Truyền thông Syria cáo buộc không quân Israel rạng sáng ngày 17 tháng 10 đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Latakia của nước này. Cụ thể, hãng thông tấn Sana cho biết vụ không kích nhằm vào Latakia xảy ra lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 17 tháng 10 theo giờ Syria và đã đánh trúng lối vào hướng đông nam của thành phố này. Dù hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều mục tiêu thù địch trên bầu trời Latakia, nhưng một số tài sản cá nhân trong khu vực vẫn bị hư hại. Cho tới nay, không quân Israel chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc được truyền thông Syria công bố. Theo tờ Jerusalem Post Israel, ngày 17 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi vừa khởi động chuyến công du khu vực lịch sử nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia Ả Rập, một động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và những bất ổn địa chính trị hiện tại. Jerusalem Post lưu ý việc ông Araghchi thực hiện chuyến công du này không chỉ thể hiện nỗ lực của Iran trong việc khẳng định vị thế của mình trong khu vực mà còn cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa Tehran và Tel Aviv trong hoạt động ngoại giao. Ngoại trưởng Israel chưa từng thực hiện bất kỳ chuyến công du khu vực nào như vậy hoặc không thể mở rộng hoạt động kể từ tháng 10 năm ngoái. Chuyến đi của Ngoại trưởng Araghchi có các điểm dừng chân tại Jordan, Ai Cập, Liban, Syria, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq và Oman.
Đây là một chuỗi chuyến công du chưa từng có trong lịch sử gần đây của Ngoại trưởng Iran, đặc biệt khi so sánh với sự im lặng ngoại giao của người đồng cấp Israel kể từ thời điểm cuộc xung đột tại Gaza bùng phát. Chuyến thăm của nhà ngoại giao hàng đầu Iran mang một mục tiêu rõ ràng, gia tăng sự ủng hộ đối với Iran trong bối cảnh căng thẳng xung quanh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas và Israel Hezbollah. Theo hãng thông tấn Iran IRNA, chuyến công du của ông Araghchi nhằm tăng cường nỗ lực ngoại giao để ngăn chặn hành động tấn công của Israel đối với Gaza và Liban. Trên cơ sở đó, Ngoại trưởng Araghchi đã có cuộc gặp với vua Abdullah đệ nhị của Jordani và Bộ trưởng Ngoại giao Jordani Ayman Safadi, những người thường chỉ trích Israel. Có thể nói ông Araghchi đã bắt tay ngay vào công việc để thay thế cố Bộ trưởng Ngoại giao Iran, người đã tử nạn trong một vụ tai nạn trực thăng hồi tháng 5 vừa qua. Ông Araghchi đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao tích cực của Iran nhằm tạo dựng quan hệ tốt hơn với các quốc gia láng giềng khi đến thăm Liban, Syria, Ả Rập Xê Út, Qatar, Iraq và Oman trong vài tuần qua. Ngoài ra, theo Jerusalem Post, Iran đã và đang sử dụng chuyến công du này để cô lập Israel liên quan đến xung đột ở Gaza và Liban. Chuyến đi của Ngoại trưởng Araghchi rất quan trọng vì ông không chỉ đến thăm những quốc gia có lịch sử gần gũi với Iran hoặc những nơi mà Iran có lợi ích, chẳng hạn như Liban hay Iraq, mà ông còn tiếp cận những quốc gia có hòa bình với Israel và gần gũi với phương Tây, chẳng hạn như Jordani và Ai Cập. Tối ngày 17 tháng 10, giới chức Israel chính thức tuyên bố thủ lĩnh lực lượng Hamas Yahya Sinwar đã thiệt mạng, đồng thời kêu gọi các chiến binh Hamas đầu hàng và trả tự do cho các con tin. Trong tuyên bố chính thức đầu tiên, sau khi quân đội Israel xác nhận thủ lĩnh mới của phong trào Hamas Yahya Sinwar đã bị sát hại trong một cuộc tấn công ở phía nam dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Hamas sẽ không bao giờ còn có thể nắm quyền ở Gaza. Ông Netanyahu đồng thời kêu gọi các chiến binh Hamas buông bỏ vũ khí và trả tự do cho các con tin để được bảo toàn tính mạng. Trước đó, ngay sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF công bố thông tin cùng bằng chứng về cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cũng kêu gọi các tay súng Hamas lập tức buông bỏ vũ khí đầu hàng và trả tự do cho các con tin. Theo IDF, ông Sinwar bị hạ sát trong một cuộc tấn công của các binh sĩ Israel và một nhóm các tay súng tình nghi ở bên trong thành phố Rafah, phía nam dải Gaza. IDF khẳng định lực lượng này không hề biết trước mục tiêu bị tấn công là thủ lĩnh Hamas. Trước khi bị hạ sát, thủ lĩnh Hamas đã chống trả quyết liệt, ném ít nhất 2 quả lựu đạn về phía các binh sĩ và xe tăng Israel. Cho đến sáng sớm cùng ngày, phong trào Hamas chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc. Tuy nhiên, theo truyền thông khu vực, một số nguồn tin gần gũi với nhóm vũ trang Palestine nhận định nhiều khả năng thủ lĩnh Yahya Sinwar đã bị hạ sát đúng như thông tin do phía Israel công bố. Ông Yahya Sinwar được cho là người đứng đầu kế hoạch tấn công của Hamas vào miền nam Israel xảy ra vào sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 252 người bị bắt làm con tin. Sự kiện làm bùng phát cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn một năm qua tại dải Gaza và giờ đây lan rộng sang cả Liban. Nhân vật theo đường lối cứng rắn này trở thành thủ lĩnh mới của Hamas sau khi ông Ismail Haniyeh bị sát hại trong một cuộc tấn công cũng được cho là do Israel tiến hành ở thủ đô Tehran của Iran vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Nhiều quốc gia phương Tây đã lên tiếng chúc mừng Israel về cái chết của tân thủ lĩnh Hamas, trong khi một số nhà phân tích khu vực nhận định nhóm vũ trang Palestine có thể gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành và lãnh đạo cuộc chiến tại Gaza, ít nhất là trong giai đoạn trước mắt. Quân đội Israel chính thức xác nhận và công bố danh tính 5 quân nhân thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất với lực lượng Hezbollah ở phía nam Liban. Theo công bố của lực lượng phòng vệ Israel IDF, 5 binh sĩ thiệt mạng thuộc đơn vị trinh sát của lữ đoàn Golani đang tham gia chiến dịch tấn công bộ binh hạn chế ở phía nam Liban. Trong số các quân nhân thiệt mạng có sĩ quan giữ chức đại đội trưởng, một trung đội trưởng và một tiểu đội trưởng. Ngoài 5 binh sĩ tử vong, nhiều quân nhân khác đã bị thương, trong đó có 3 trường hợp nghiêm trọng. Tuy nhiên, IDF không công bố thông tin chi tiết về các hoạt động giao tranh dẫn đến số thương vong trên. Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực cho biết nhiều khả năng các binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công phục kích của Hezbollah ở làng Labone, giáp biên giới với Israel. Trước đó, trong một tuyên bố vào trưa ngày 17 tháng 10, Hezbollah khẳng định đã bắn tên lửa dẫn đường trúng 2 xe tăng Merkava của quân đội Israel tại làng Labone và cuộc tấn công khiến nhiều binh sĩ Israel bị thiệt mạng và bị thương. Quân đội Israel phát động các cuộc tấn công trên bộ vào phía nam Liban đêm 30 tháng 9, sau khi tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn kéo dài đúng một tuần, đánh phá hàng trăm mục tiêu Hezbollah ở cả phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Một số nguồn tin Liban và khu vực cho biết, các cuộc tấn công của Israel vào Liban trong hơn nửa tháng qua đã khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường, hàng nghìn người khác bị thương. Ngoài ra, khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
và đang đối mặt với điều kiện sống cực kỳ tồi tệ. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã kêu gọi Israel lập tức chấm dứt các cuộc tấn công vào Liban để tránh nguy cơ xảy ra các cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ mới tại quốc gia Trung Đông. Thưa quý vị, truyền thông phương Tây dấy lên đồn đoán về việc Israel đang khoanh vùng các mục tiêu có thể tấn công trả đũa ở Iran, bất chấp việc Tehran đang đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ này. Mạng truyền hình NBC của Mỹ dẫn lời một số quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Israel đã khoanh vùng các mục tiêu ở Iran có thể tấn công được nhằm đáp trả cuộc không kích quy mô lớn hôm 1 tháng 10 vừa qua của Tehran nhằm vào quốc gia đồng minh của Washington. Theo nguồn tin, những mục tiêu nói trên chủ yếu là các cơ sở quân sự và phân phối năng lượng của Iran. Nguồn tin cho biết các chiến lược gia của Israel vẫn đang trong quá trình tính toán và chưa đi đến quyết định cuối cùng. Giới chức Mỹ cho rằng, tính đến thời điểm này, quốc gia đồng minh Trung Đông chưa tỏ ra sẵn sàng thực hiện các vụ ám sát hoặc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Các nguồn tin thừa nhận, phía Israel chưa thông báo cụ thể cho phía Mỹ về thời điểm triển khai tấn công, trong khi một số tờ báo cho rằng, ngày Yom Kippur hay lễ đền tội 11-12 tháng 10 là dịp mà Israel sẽ tranh thủ ra tay, nhưng các tướng lĩnh quân đội Israel đã quyết định chờ đến một thời điểm nào đó thuận lợi hơn. Trong khi đó, về phía Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo đang đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt tình hình xung đột ở Liban và dải Gaza, nhằm ngăn chặn nguy cơ Israel đưa ra phản ứng trả đũa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của mình. Hồi cuối tuần, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tìm kiếm sự hỗ trợ của người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron qua một cuộc điện đàm thảo luận những cách thức để đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Ông Pezeshkian kêu gọi nhà lãnh đạo Pháp phối hợp với các nước khác ở châu Âu để chấm dứt những hành động mà Iran cho là gây ra tội ác ở Liban và dải Gaza. Về phần mình, ông Macron cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Iran cùng hạ nhiệt căng thẳng ở Liban và Gaza, đồng thời nhấn mạnh vai trò và tầm ảnh hưởng của Tehran đối với các lực lượng như Hezbollah và phong trào Hồi giáo Hamas. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Iraq vào ngày 13 tháng 10 để thảo luận tình hình Trung Đông trong chuỗi hoạt động ngoại giao của nhà ngoại giao này đến các nước trong khu vực nhằm xoa dịu tình hình. Tại Iraq, ông Araghchi cho biết Iran đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, cũng như sẽ không có làn danh đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và đất nước. Song khẳng định, Tehran mong muốn hòa bình và sẽ tiếp tục nỗ lực tham vấn với các nước để ngăn chặn căng thẳng leo thang trong khu vực, hướng đến một nền hòa bình ở dải Gaza và Liban. Ngày 13 tháng 10, Mỹ thông báo sẽ cử binh sĩ cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến tới Israel nhằm tăng cường khả năng phòng không cho Tel Aviv sau các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, quyết định này là nhằm bảo vệ Israel trong bối cảnh Tel Aviv đang cân nhắc đáp trả Iran sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào ngày 1 tháng 10. Mỹ cũng khuyên cáo Israel thận trọng trong phản ứng để tránh châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông. Ngoài ra, ông Biden cũng công khai phản đối Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời lo ngại về tác động khi đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran. Thiếu tướng Patrick Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, việc triển khai này là một phần trong những điều chỉnh lớn mà Washington thực hiện trong nhiều tháng qua nhằm hỗ trợ Israel cũng như bảo vệ nhân viên Mỹ trước các cuộc tấn công từ Iran và lực lượng thân Iran. Theo hãng tin AFP, Iran cho biết hiện tại nước này không thấy có cơ sở cho các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua Oman do căng thẳng đang lan rộng ở Trung Đông. Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Muscat của ông Oman, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã nêu rõ Oman đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Tehran và Washington, được gọi là tiến trình Muscat. Hiện tại, tiến trình Muscat đã bị dừng lại do các điều kiện cụ thể của khu vực. Chúng tôi không thấy cơ sở cho các cuộc đàm phán này cho đến khi cuộc khủng hoảng hiện tại được giải quyết. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định có nên tiếp tục đàm phán hay không và tiếp tục dưới hình thức nào, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết. Mỹ chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về tuyên bố của ông Araghchi. Iran đã bắn 200 tên lửa vào Israel ngày 1 tháng 10 trong một hành động trả đũa cho vụ giết hại các nhà lãnh đạo phong trào liên kết với Tehran trong khu vực và một vị tướng trong lực lượng vệ binh Hồi giáo cách mạng Iran. Vào tháng 6, Tehran đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington, mặc dù hai nước không có quan hệ ngoại giao. Trang web tin tức Axios của Mỹ đã đưa tin vào thời điểm đó rằng các quan chức Iran và Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman về cách tránh các cuộc tấn công khu vực leo thang. Bộ trưởng Iran đã đến quốc gia vùng vịnh này vào sáng sớm 14 tháng 10 và đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Oman, Baad bin Hamad al-Busaidi, sau chuyến thăm Iraq trước đó một ngày.
Các cuộc đàm phán giữa hai nhà ngoại giao đã đề cập đến những diễn biến mới nhất trong khu vực trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục của Israel vào Gaza và Liban. Căng thẳng tại Trung Đông đã leo thang do cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza, khiến gần 42.300 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, sau cuộc tấn công của Hamas vào năm ngoái. Các cuộc xung đột đã lan rộng sang Liban khi Israel tiến hành các cuộc tấn công chết người trên khắp đất nước, khiến hơn 1.488 người thiệt mạng và gần 4.300 người khác bị thương kể từ ngày 23 tháng 9. Ngày 14 tháng 10, Anh và Liên minh châu Âu EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cá nhân, tổ chức Iran sau cuộc tấn công của Tehran vào Israel ngày 1 tháng 10. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh cho biết các lệnh trừng phạt nhắm vào các nhân vật cấp cao trong quân đội, không quân và tổ chức của Iran có liên quan đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong danh sách trừng phạt có ông Adorayim Mousavi, Tổng tư lệnh Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran, Cục thiết kế hệ thống đẩy Faza Negan và Cơ quan Vũ trụ Iran. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh David Lammy cáo buộc, bất chấp những lời cảnh báo liên tục, các hành động nguy hiểm của Iran và lực lượng ủy nhiệm của nước này đang thúc đẩy sự leo thang hơn nữa ở Trung Đông. Trong cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel, chúng tôi buộc Iran phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, trong danh sách trên cũng có hãng hàng không Saha Airlines và Matan Air. Thứ trưởng Quốc phòng Seyed Majed Galandari, quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRG và các giám đốc điều hành của công ty sản xuất máy bay IAMI và của Tổ chức Công nghiệp Vũ trụ. Lệnh trừng phạt cũng bao gồm quyết định đóng băng tài sản và cấm đi lại tại EU. Thưa quý vị, một tòa nhà ở miền Bắc Liban đã phải hứng chịu sự tấn công của lực lượng không quân Israel. Ít nhất 21 người đã thiệt mạng, cùng nhiều người khác bị thương. Theo hãng tin AP, tòa nhà bị tấn công nằm ở làng Aito thuộc phía Bắc Liban, không nằm trong khu vực mà Israel đang triển khai chiến dịch trên bộ nhằm phá hủy cơ sở vật chất của Hezbollah. Hội chữ thập đỏ Liban cho biết, cuộc không kích ngày 14 tháng 10 của Israel đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Mục đích của cuộc tấn công vẫn chưa được làm rõ khi quân đội Israel không có bất cứ thông báo nào ngay sau đó. Video ghi lại hiện trường cho thấy, cột khói đen bốc lên nghi ngút giữa Aito, nhiều xe hơi gần đó đã bị phá hủy. Người dân xung quanh đang cố đưa thi thể ra khỏi các đống đổ nát hay kéo xuống khỏi những cành cây. Cuộc không kích diễn ra sau khi Hezbollah sử dụng máy bay không người lái UAV tấn công vào căn cứ quân sự của Israel trong ngày 13 tháng 10, khiến 4 binh sĩ 19 tuổi thiệt mạng cùng 7 binh sĩ khác bị thương. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đích thân đến căn cứ bị tấn công trong ngày 14 tháng 10 để hỏi thăm tình hình sức khỏe của những quân nhân bị thương và tuyên bố, chúng ta sẽ tiếp tục tấn công Liban một cách không thương tiếc, kể cả thủ đô Beirut. Khi bắt đầu giao tranh với Hezbollah vào tháng 10 năm ngoái, Israel đã khiến 2.300 người Liban thiệt mạng và 1/3 trong số đó được ghi nhận trong tháng trước. Sau khi phát động chiến dịch trên bộ ở Liban hồi đầu tháng 10 này, quân đội Israel tập trung triển khai tấn công ở miền nam Liban, phía tây thung lũng Beka và ngoại ô Beirut. Trong khi đó, loạt đạn pháo cùng UAV của Hezbollah phóng sang lãnh thổ Israel trong suốt một năm qua đã khiến 60 người thiệt mạng, mặc dù quân đội Israel cho biết hầu hết các mục tiêu đều bị đánh chặn và rơi xuống những khu đất trống. Hezbollah từng thề rằng chỉ dừng xung đột với Israel khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza được chấp thuận. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 10 vừa qua, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Liban lần đầu tán thành với lệnh ngừng bắn vô điều kiện. Trước đó, trong ngày 13 tháng 10, đã phi thẳng qua cổng đại bản doanh của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Liban, gọi tắt là UNIFIL. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi Liên Hợp Quốc di rời quân đội của UNIFIL ra khỏi vùng chiến sự của Israel và Hezbollah ở Liban. Ông Netanyahu cho rằng, sự hiện diện của UNIFIL đã gián tiếp tạo ra một lá chắn vô hình cho Hezbollah. Tuy nhiên, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Liban đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận việc lợi dụng sự bảo vệ của UNIFIL. Theo lời mô tả của binh sĩ UNIFIL, hai chiếc xe tăng Merkava của Israel đã phá hủy cổng chính và bắt đầu tiến vào trước khi mặt trời mọc. Ngay sau đó, nhiều vụ nổ xảy ra ở cách đó 100m. Khói đen bốc lên nghi ngút, bao trùm cả trụ sở, khiến hàng loạt binh sĩ UNIFIL bị ngộ độc khói. Trong đó có 15 người cần phải vào phòng điều trị, cho dù đã đeo mặt nạ. Hiện vẫn chưa rõ người đứng sau loạt pháo kích hay loại khí độc trong cuộc tấn công. UNIFIL cũng cáo buộc lực lượng phòng vệ Israel cố ý ngăn chặn một đoàn xe vận tải hậu cần trong ngày 13 tháng 10. Trước tình hình căng thẳng leo thang của các cuộc xung đột tại miền nam Liban, người phát ngôn của UNIFIL Andrea Tenenti cảnh báo nguy cơ thảm khốc cùng những tác động nghiêm trọng đến người dân nơi đây có thể xảy ra. Thưa quý vị,
Ngày 13 tháng 10, giới chức Iran cảnh báo chính quyền Mỹ không đưa binh sĩ tới Israel để tránh bị nguy hiểm tới tính mạng. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ rõ chính quyền Mỹ đã chuyển giao nhiều vũ khí cho Israel và giờ đây đang đặt mạng sống của các binh sĩ Mỹ vào chỗ rủi ro bằng việc triển khai lực lượng tới Israel để vận hành các hệ thống phòng thủ tên lửa. Ông Araghchi đồng thời nhấn mạnh Iran đã thực hiện những nỗ lực vượt bậc trong những ngày qua để kiềm giữ xung đột không bùng phát tại khu vực. Tuy nhiên, một khi xung đột nổ ra, Iran sẽ không có bất kỳ giới hạn đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình. Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Israel liên tục đưa tin về việc Mỹ chuẩn bị đưa binh sĩ tới Israel để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao Thaad như một phần trong nỗ lực hỗ trợ Tel Aviv chuẩn bị tiến hành đòn tấn công trả đũa cuộc tập kích tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel tối ngày 1 tháng 10 vừa qua. Thaad là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung ở độ cao lớn. Nhà sản xuất tuyên bố, Thaad là hệ thống duy nhất của Mỹ được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu thả bên trong và bên ngoài bầu khí quyển. Đài phát thanh quân đội Israel mô tả, động thái này là một phần trong các biện pháp chuẩn bị của Israel để đối phó với các cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran. Tháng 3 năm 2019, Mỹ đã triển khai lần đầu và tạm thời hệ thống Thaad như một phần của cuộc tập trận phòng thủ chung. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu việc triển khai hiện tại có phải là vĩnh viễn hay không. Trước Thaad, hệ thống phòng không của Israel dựa vào ba hệ thống, Arrow cho tầm xa, David Sling cho tầm trung và Iron Dome cho tầm ngắn, tất cả đều không đánh chặn được nhiều tên lửa của Iran trong cuộc tấn công gần đây. Ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng khoảng 180 quả tên lửa vào Israel để trả đũa cho việc Israel ám sát các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah. Quân đội Israel sau đó thừa nhận cuộc tấn công bằng tên lửa đã gây thiệt hại cho một số căn cứ không quân của nước này. Trong một diễn biến liên quan, giới chức Iran đã lên án mạnh mẽ chính quyền Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống quốc gia Hồi giáo, coi đó là bước đi phi pháp và vô lý. Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqai nêu rõ các lệnh trừng phạt mà chính quyền Mỹ vừa áp đặt với ngành năng lượng của quốc gia Hồi giáo nhằm phản ứng với cuộc tập kích tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10 là phi pháp và vô lý. Ông Baqai nhấn mạnh, cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel là hành động tự vệ chính đáng, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong khi các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran không có cơ sở pháp luật hay căn cứ thuyết phục. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, nước này có quyền đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của mình. Đúng 10 ngày sau cuộc tập kích tên lửa đạn đạo quy mô lớn của Iran vào Israel, ngày 11 tháng 10 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty và các tàu bị cho là có liên quan đến việc buôn bán và vận chuyển dầu của Iran. Thưa quý vị, việc xe tăng quân đội Israel xâm nhập trái phép khu vực đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở miền Nam Liban sáng sớm ngày 13 tháng 10 đang gây nên sự phẫn nộ với cộng đồng quốc tế. Vụ việc khiến lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc gọi là những vi phạm gây sốc của Israel đối với lực lượng của họ. Trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Phản ứng với vụ việc, Mỹ, đồng minh của Israel, đã nêu bật tầm quan trọng của việc cần triển khai mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Liban và các lực lượng vũ trang Liban. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, yêu cầu trên do lãnh đạo bộ này Lloyd Austin đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant trong ngày 13 tháng 10. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, trong cuộc điện đàm, ông Austin cũng nêu bật sự cần thiết phải chuyển các hoạt động quân sự ở Liban sang ngoại giao để đảm bảo an ninh cho dân thường càng sớm càng tốt, cũng như khẩn trương thực hiện các biện pháp giải quyết tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza. Trong khi đó, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell cũng ra tuyên bố liên án mọi cuộc tấn công vào các phái bộ của Liên Hợp Quốc. Reuters dẫn tuyên bố nhấn mạnh, những cuộc tấn công như vậy nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những cuộc tấn công này phải chấm dứt ngay lập tức. Theo ông Borrell, tất cả các bên trong cuộc xung đột đều có nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc. Ông Borrell cũng lưu ý, EU đang chờ đợi lời giải thích và một cuộc điều tra toàn diện từ chính quyền Israel về các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lực lượng này đóng vai trò cơ bản trong việc duy trì tình hình ổn định ở miền Nam Liban. Về phần mình,
Israel đã phản đối một số báo cáo của Liên Hợp Quốc về vụ việc liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng lực lượng này đang cung cấp lá chắn sống cho các chiến binh Hezbollah trong thời kỳ bùng nổ thù địch. Mặc dù vậy, ngày 13 tháng 10, hãng thông tấn AFP đưa tin, trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Italia Giorgia Meloni, ông Netanyahu bày tỏ lấy làm tiếc về bất kỳ sự tổn hại nào gây ra cho nhân viên của Liên Hợp Quốc tại Liban và nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn thương vong của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc. Ở một diễn biến khác, trả lời báo giới về tình hình Liban sau hội nghị cấp cao Đông Á tại Lào, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, chúng tôi tiếp tục tham gia mạnh mẽ để ngăn chặn xung đột rộng lớn hơn trong khu vực. Nhà ngoại giao Mỹ chia sẻ, tất cả chúng ta đều có mối quan tâm lớn trong việc cố gắng tạo ra một môi trường mà mọi người có thể trở về nhà, an toàn và an ninh được đảm bảo, trẻ em có thể trở lại trường học. Vì vậy, Israel có lợi ích rõ ràng và rất chính đáng trong việc thực hiện điều đó. Người dân Liban cũng muốn điều tương tự. Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để đạt được điều đó là thông qua một sự hiểu biết ngoại giao, một sự hiểu biết mà chúng tôi đang nỗ lực trong một thời gian và một sự hiểu biết mà chúng tôi đang tập trung vào ngay bây giờ. Ông Blinken lưu ý rằng Israel có quyền tự vệ trước Hezbollah, nhưng cho biết ông lo ngại về tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ. Tuyên bố của ông Blinken không đề cập đến các cuộc thảo luận về khả năng ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Trong một phát biểu trên truyền hình Al-Manar TV ngày 15 tháng 10, Phó thủ lĩnh Hezbollah, ông Sheikh Naim Qassem cho rằng vì Israel đã tấn công toàn bộ Liban, cho nên phong trào vũ trang này có quyền từ vị trí phòng thủ của mình tấn công bất kỳ địa điểm nào ở Israel. Theo ông Qassem, từ ngày 17 tháng 9, thời điểm xảy ra các vụ nổ thiết bị liên lạc ở Liban cho đến nay, Hezbollah không còn ở trong giai đoạn hỗ trợ Hamas nữa mà đang ở trong một giai đoạn mới, đó là giai đoạn đối đầu với sự xâm lược của Israel và cuộc chiến của Israel chống lại Liban. Trong giai đoạn mới này, ông Qassem tuyên bố rằng Hezbollah sẽ tập trung vào việc tấn công quân đội Israel và các trung tâm cũng như doanh trại của họ. Cùng với tuyên bố của ông Qassem, vào chiều ngày 15 tháng 10, các thành viên Hezbollah đã tấn công thành phố Safed của Israel bằng một loạt tên lửa. Hezbollah cũng xác nhận một cuộc tấn công thứ hai vào Mabat Anjora ở cao nguyên Golan, trong đó lực lượng này đã nã tên lửa vào căn cứ Nestali gần thành phố Safed. Cũng trong ngày 15 tháng 10, theo báo cáo của giới chức y tế Liban, quân đội Israel đã mở rộng chiến dịch ném bom tại Liban, sát hại ít nhất 22 người trong một cuộc không kích ở phía Bắc nhằm vào một ngôi nhà nơi có những người sơ tán đang tìm nơi trú ẩn khỏi các cuộc không kích của Israel ở phía Nam. Các nguồn tin quân sự Liban tiết lộ rằng máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái của Israel đã thực hiện tổng cộng 17 cuộc không kích vào các thị trấn và làng mạc ở miền Nam Liban và 11 cuộc không kích vào miền Đông Liban chiều ngày 15 tháng 10. Israel cho biết, chiến dịch tại Liban nhằm đảm bảo sự trở về của hàng chục ngàn cư dân phải rời bỏ nhà cửa ở miền Bắc nước này do các cuộc tấn công của Hezbollah. Theo chính phủ Liban, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 2.309 người thiệt mạng trong năm qua và khiến hơn 1,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Phần lớn số người thiệt mạng là từ cuối tháng 9, khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự, con số này không phân biệt giữa thường dân và binh lính. Theo báo cáo từ phía Israel, khoảng 50 người Israel, cả binh lính và dân thường đã thiệt mạng. Ngày 15 tháng 10, giới chức Liên Hợp Quốc nhận định giải Gaza, vùng đất bị xung đột tàn phá dường như đang phải đối mặt với những hạn chế khắt khe nhất về viện trợ kể từ khi xung đột Israel-Hamas bắt đầu cách đây hơn một năm, đặc biệt tác động nghiêm trọng đối với trẻ em. Người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF James Elder cho biết, mỗi ngày trôi qua, tình hình của trẻ em trở nên tồi tệ hơn trước. Theo ông Elder, khả năng tiếp cận viện trợ đang ngày càng tồi tệ, mặc dù nhu cầu tăng lượng viện trợ vào Gaza trở nên cấp thiết. Tháng 8 là tháng ghi nhận lượng viện trợ nhân đạo đến giải Gaza thấp nhất so với bất kỳ tháng nào kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Trong tuần qua, một số ngày không có xe tải thương mại nào được phép vào vùng đất bị chiếm đóng này của người Palestine. Theo ông Elder, đầu năm nay, cộng đồng quốc tế thúc đẩy mở các tuyến vận chuyển cũng như điểm tiếp cận mới, giữa lúc Liên Hợp Quốc cảnh báo có thể tuyên bố nạn đói tại Gaza. Tuy nhiên, xu hướng này hiện bị đảo ngược. Kể từ tháng 5 vừa qua, nhiều cửa khẩu đã bị chặn. Trong khi đó, khu vực phía Bắc Gaza dự kiến sẽ không nhận được thực phẩm hay hàng viện trợ trong tháng 10 này. Ông Elder nhấn mạnh Gaza hiện là vùng đất về cơ bản không thể tồn tại do thiếu hàng viện trợ, cùng với các cuộc không kích liên tiếp và khoảng 85% lãnh thổ bị áp đặt lệnh sơ tán. Liên quan đến vấn đề trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gửi thư cho chính quyền Israel, trong đó yêu cầu Tel Aviv triển khai các biện pháp khẩn cấp để cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza nhằm tránh khỏi hành động pháp lý liên quan đến viện trợ quân sự của Mỹ. Trang Axios cho biết, trong bức thư đề ngày 13 tháng 10, hai vị bộ trưởng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chính phủ Mỹ trước tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Gaza,
và kêu gọi Israel triển khai những hành động khẩn cấp và bền vững trong tháng này để cải thiện tình hình. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.